Rồi, xin chào các em. Hôm nay chúng ta quay lại tiếp tục phần graph trở về các hình đơn giản tiếp theo. Thì hôm nay chúng ta làm bài tập về một cái hình như sau. Đây là một cái sơ đồ mạch điện mắt bán tiếp. Thì chúng ta quan sát rằng là chúng ta có bốn cái hình vuông, thì đối với cái bài này thì đầu tiên chúng ta còn vẽ một cái hình vuông và hai cạnh, thì chúng ta thấy hai cạnh này là hai cạnh bằng nhau, thì nhiệm vụ của chúng ta là vẽ được cái hình vuông, và có một nối một cạnh chính giữa của cạnh hình vuông này và cạnh bên này, để ra hai hình mình đã bóc tách ra, rồi chúng ta tiến hành bắt đầu làm. Thì đối với một cái hình vuông thì quá là đơn giản rồi, đúng không? Chúng ta vẽ một cái hình vuông. Rồi, chúng ta vẽ tại vị trí 0,0. Chúng ta theo hướng sơ đồ. Rồi, chúng ta đặt cái bút nó. Rồi, đối với một hình vuông thì chúng ta dùng một cái vòng lặp như sau. Lặp là 4 bước. Chúng ta đi, chúng ta bước khoảng 50 thôi. Chúng ta quay ở góc quay là 90 độ. Chúng ta xem thử nha. Quay nhanh quá chúng ta quan sát không được, thì chúng ta có thể cho nó quay chậm lại để chúng ta vô quan sát. Rồi, bây giờ một vấn đề thực ra là khi chúng ta vẽ tại vị trí này, nó vẽ như thế này thì ra thì qua vị trí này giống bây giờ chúng ta muốn vẽ bắt đầu từ vị trí nửa hình vuông này, và chúng ta vẽ như sau, chúng ta cho nó tiếp tục là đi thêm 50 bước nữa, chúng ta cho nó rồi ha. Như vậy là chúng ta cho nó đi thêm 50 bước nữa, thì xuất phát từ nửa hình vuông. Thì bây giờ chúng ta vẽ xuất phát từ nửa hình vuông này này, bây giờ chúng ta muốn vẽ thêm một cái đoạn lên nữa. Bây giờ chúng ta vẽ theo cái hướng này cho nó dễ quan sát ha. Quay theo hướng này cho dễ quan sát. Rồi. Rồi là nhiệm vụ của chúng ta. Để chúng ta vẽ một đoạn thẳng ra như thế này. Về đường thẳng như thế này.
vô phía này đi, rồi vô phía lên chút, cho nó vô ta là giờ, bây giờ về một đoạn thẳng nói về một đoạn thẳng có độ dài khoảng bao nhiêu thì tỷ ý chúng ta nói từ giữa hai vuông này người cách làm như sau cách làm như sau thì rồi bây giờ chúng ta về một đoạn thẳng cho nó ta làm là một lần quay đoạn thẳng dài khoảng 50 độ và độ dài là 50 độ 50 vị tâm đến 100 100 mà chúng ta vẽ hình lệch 50 rồi ha 50 bây giờ chúng ta cho nó quay ở góc quay là 90 độ quay tới đây 90 độ đi vô đây rồi chúng ta cho hình vuông nhỏ lại chút xíu cho 25 nữa rồi nhiệm vụ của chúng ta bây giờ chúng ta phải theo cái hướng này là dấu quan sát ha rồi nhiệm vụ của chúng ta là bây giờ nhân vật của chúng ta đang tại ở vị trí này và đang ở vị trí này bây giờ chúng ta muốn cho nó đi sang qua phía bên này sang đứng tại vị trí này đứng tại vị trí này có nghĩa rằng là nó đi như thế này táo vị đứng đây. Rồi nó đang đứng tại vị trí này có nghĩa rằng là nó đang lặp lại 4 lần. Bây giờ chúng ta muốn nó đang qua vị trí đối diện này thì cho nó lặp lại 6 lần. 6 lần. Rồi, nó đang đứng tại vị trí này. Đứng trên. Bây giờ chúng ta đổi hướng cho nhân vật nó nó nhìn qua bên này 90 độ cho nó ngó qua phía bên này và đồng thời bước tiếp ha rồi bây giờ chúng ta ra nó bước tiếp là 50 bước rồi
Nhưng mà trong bài của chúng ta thì hai đoạn thẳng này bằng nhau, hai đoạn thẳng này bằng nhau. À, thì chúng ta sửa lại chỗ đây. Chúng ta cho nó bước là 10 bước. Thì chúng ta vẽ được cái hình như thế này rồi. Bây giờ chúng ta cho nó lặp lại 4 lần. Cho nó lặp lại 4 lần với góc quay là 90 độ. À, lặp lại 4 lần. Lặp lại với một góc quay là 90 độ. Rồi, à, bài tập chúng ta đã hoàn thành. Xin cảm ơn các em đã chú ý lắng xem. Xin chào các em, chúc các em học tốt. Xin kết thúc video ở đây.